Kính thưa trại cứu hộ của anh Thuy Lê, kính thưa các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước. Đây. Một bé chó có bầu chuẩn bị đẻ chủ rồi chán bán vào lò mổ. Đây. Một bé chó có bầu. Ngoan. Ngoan. Một chó bé, chó bé dê nặng từ 35-40 kg. Ngoan. Ngoan là cứu nhá. Đây, đây. Đấy. Rất là ngoan hiền. Đấy, đây. Ngoan nhá, ngoan là cứu nhá, cứu bé nhá. Đấy, vì ăn con gà chủ đánh hỏng mất một mắt. Đây. Đây. Hỏng mất một mắt. Nhìn rất là tội nghiệp. Nặng từ 35-40 kg. Đây. Đấy, bé hỏng mất một mắt. Thì tổng số là bằng 9 bé tất cả. Thì tôi mua là bằng 6,5 triệu. Thì tôi lấy 6,8 triệu. Đấy, thì qua clip để đăng tải cho anh Thuy Lê, cho các mạnh thường quân, cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước chung tay hoan hỉ để cứu các bé vào trại cứu hộ của anh Thuy Lê, để các bé có cuộc sống ổn định, được hít vào thở ra, được vài mái ấm Thuy Lê, được sự chăm bẵm rồi nuôi nấng của trại cứu hộ của anh Thuy Lê. Thì tổng số 9 bé. Ngoan. Thì tôi lấy là bằng 6,8 triệu. Một bé chó có bầu chuẩn bị sắp đẻ. Đây. Rồi, các bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Một bé béc dê Đức rất là ngoan hiền. Này, đây, rất là ngoan hiền, dễ thương. Thì vì lý do thì chủ đánh hỏng mất mắt. Đây, hỏng mất một mắt nên là bé chỉ nhìn được một mắt. Đây, mắt này, còn mắt bên này là hỏng. Đây. Rồi gọi bán vào lò mổ thì nặng từ 35-40 kg. Tổng số 9 bé tôi lấy 6,8. Các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước chung tay hoan hỉ rồi phát tâm để cứu các bé sống thêm một lần nữa, được hít vào thở ra vào máy ấm Thuy Lê. Ngoan. Ừ.